Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp, và hôm nay sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe đua đến từ thương hiệu của Pháp, Chopic Milan. Đây là mẫu xe mà được các bác rất là mong chờ, gọi điện cho em rất là nhiều. Hôm nay em về một chiếc màu xanh đen các bác nhé. Sử dụng full cấu hình của 105. Vâng. Chopic Milan này thì đặc điểm bộ khung chiếc xe là rất là đẹp các bác nhé. Dáng khung rất là đẹp. Vâng, bây giờ em sẽ vào đánh giá chiếc xe. Lần này chiếc xe Chopic Milan em về tông màu xanh đen, lớp sơn còn rất là mới thôi nhé, hầu như trên khung thì rất ít những vết xước. Sơn còn rất sáng và bóng, có thể nhìn thấy độ bóng của chiếc xe đây. Đây cũng là một mẫu xe đua carbon bán hot nhất tại cửa hàng em, với cấu hình khủng và giá rất là tốt các bác nhé. Full 105 từ củ đề, đùi đĩa, cụm phanh đến tay lắp đều 105. Với dòng Chopic thì luôn có chữ ký của nhà sản xuất trên khung xe các bác nhé. Khung carbon, càng carbon, cọc yên carbon đây, tất cả đều nguyên zin của Chopic. Phía bên trên đây là có thể in LM đây, chỗ Chopic, yên Chopic thôi chứ. Trong quá trình sử dụng nên yên nó bị sờn chữ thôi, vẫn nhìn rõ chữ Chopic. Đây, chữ T là biểu tượng của hãng các bác nhé. Với vành, bộ vành cặp của Shimano. Shimano các bác nhé. Đây có thể thấy may ơ của Shimano. Củ đề của Shimano 105. Và đùi đĩa đây. 105. Cũng là rất là mới các bác nhé. Bê đa mặt đạn. Các bạn của Retro Spec. Trong đợt xe này về chiếc xe này có tạo bộ tay lắp cao cấp của 105. Vâng, ở bên cạnh trong đợt xe này về thì em cũng có thêm một chiếc Chopic Milan màu đỏ đen các bác nhé. Các bác nào thích màu này thì cũng nhắn tin tờ Zalo giúp em. Em gửi hình chi tiết. Đến màu đỏ đen này. Quay lại chiếc xe màu xanh đen thì bộ vành lốp của chiếc xe là Continental lốp hiệu các bác nhé, 700 x 23C, vành 700 và cỡ là 23, lốp thông dụng của dòng xe đua. Bộ group Shimano 105 của 5008 Japan. Để chữ đây các nhé. Với bộ khung rất là đẹp. Các bạn nào theo dõi kênh của em thì không quá xa lạ với dòng Chopic Milan này rồi. Em cũng về rất là nhiều. Và thường đăng 1-2 tiếng là các bác đã mua và đặt tiền rồi. Bây giờ sẽ đi vào đo chiều cao size đứng của xe. Xe có size đứng là 45. Ngang là 49 các bác nhé. Wow, các bác từ 1m6 đến 1m7 đi vừa chiếc xe này.
size trung bình của người Việt Nam mình. Với trang bị 11 tầng lip và bộ group của 105 D-lip. Kích cỡ lip còn rất là mới luôn nhé. Lip màu đen. Xuống. Mai của Shimano. Cái tay phải bộ đùi đĩa 2 tầng của 105, gạt đĩa của 105 luôn. Lên đĩa. Rồi, máy quay rất là bò, chuyển động rất tốt các bác nhé. Vâng, em vừa đánh giá xong chiếc xe Chopic Milan, một chiếc xe đua carbon đến từ thương hiệu của Pháp. Chiếc xe được trang bị bộ group của 105 và tất cả đồ đều nguyên bản về theo xe. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 18.800.000, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm nhắn tin Zalo 0975 709 933 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe, lên YouTube hay có anh Kiên Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để được nhận những thông báo về những chiếc xe đẹp có tại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.